Ngày xưa khi Đức Thầy nói sư phụ biết á, là con đừng có lấy cái lá cờ này xuống rồi sư phụ treo ở dưới chân núi nè. Tại sau này á, nó sẽ hàn gắn dân tộc và nó sẽ treo trở về với độc lập lại. Mà thời đó, 5-7 năm trước sư phụ ở trên núi này nói, ta đâu có nghe đâu, ta đâu có tin. Bây giờ mấy bác Cộng Hòa, mấy bác Quảng Hồn, trời ơi, chuyện nói trúng quá, sắp sửa rồi đó. Hôm nay là kỵ binh nổi loạn, thì là một triều đại sắp thay đổi. Mấy con hiểu kỵ binh là gì không? Để thuộc kể sơ cái này nhắc tôi nhớ, các mấy người lớn đã biết. Hồi thời vua Lê Chúa Trịnh, lúc mà Lê Chúa Thống là nhà Lê sắp bị mất, thì vua Lê Chúa Trịnh thời đó cả hai bên đều nắm quyền, nhưng mà thật sự cái quyền thật sự không phải là của vua Lê Chúa Trịnh mà là của một đám cũng giống như quân tướng, giống như tướng đi bắt người vậy thôi. Thì khi một cái triều đại có hiện tượng nó nổi lên thì là triều đại đó suy tàn, sẽ thay đổi. Thì hôm nay con thấy Tô Lâm không? Trong vòng 1-2 tháng là dẹp loạn hết, cũng như là đi không có bóng người, coi như bất trọng, không có ra gì luôn. Thì một triều đại sắp thay đổi, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Về mặt đời thì vậy, còn về mặt ở trên á, cha tính là cho toàn cái địa cầu. Cái nước Việt là một trong những nước đi chung với cái địa cầu. Mà cái nước Việt á, sau này sẽ là lãnh đạo thế giới. Để nói hết chuyện này, gần đây sư phụ hỏi, sau này cái vụ Việt Nam có phải người Mỹ sẽ giúp mình không? Thì mấy vị Hùng Thiên Sông Núi mới nói á, Ngài coi mấy vị kêu sư phụ bằng Ngài không ạ? Ngài thấy nước Việt Nam Cộng Hòa, ai là người làm cho Việt Nam Cộng Hòa thua? Thì sư phụ nói là Mỹ, đúng, người Mỹ. Vậy khi Ngài về Việt Nam, Ngài lãnh đạo đất nước, Ngài còn tin Mỹ không? Sư phụ nó không tin. Thì mấy vị nói đúng, Ngài có bản lãnh. Và Ngài phải làm sao cho người Mỹ phải theo mình, chứ mình không có theo họ. Thì sư phụ là có cách. Cho nên sau này, thế hệ hôm nay hay thế hệ sau, cũng không bao giờ nên tin Mỹ. Nó chỉ là bạn với mình một đoạn đường thôi. Càng dĩ nhiên là không càng tin tạo rồi. Vì mình phải gì cũng phải tự lực cánh sinh, phải không? Mình chỉ có tin những cái gì mà xảy ra hàng ngày trên cái thế giới này đều là do cái sự tính toán rất là tỉ mỉ của Thượng Đế hết. Mình muốn gì, mình muốn thay đổi như thế nào, mình làm cái gì, chỉ có cha là Thượng Đế là người sắp xếp. Sư phụ là người nói chuyện với cha thường xuyên, mới nói hồi sáng ngày hôm qua nữa nè. Sau này nước Việt phải làm cái gì để cho Mỹ nó theo mình đó. Trở về cái lá cờ này, sau khi 5 năm sư phụ lên trên mạng nói chuyện thì những đứa bị nhồi sọ cả 50 năm nay từ Bắc tới Nam, họ bắt đầu họ ngã ngủ, họ đồng ý. Họ đồng ý từ ở trong thâm tâm là sư phụ nói chúng. Chỉ có lá cờ này mới hàn gắn dân tộc Bắc Trung Nam, hải ngoại quốc nội mà không có đổ máu. Cho nên bây giờ mình bị bớt chửi bao que. Mà chỉ có một người duy nhất làm được. Gần đây Hà Nội bị sấm sét phải không? Ngày hôm qua phải không? Khủng hoảng luôn. Một đó bao lâu ta? 3 tiếng hả? Là mười mấy nghìn cái sấm sét. Thì lúc trước mấy clip cũ bữa hổm á, thì Hồ nói là sẽ có tiếng sấm sét cuối cùng. Thì lúc hôm qua hỏi lại thì mấy vị nói cái sấm sét này là chỉ như clean up mấy cái trượt thôi. Tại bên cõi vô hình nó cũng còn những cái xui xẻo á. Trượt là giống như xui xẻo vậy đó. Thì những cái này á, vong linh ma bị chấn ém rồi của Tàu á, sẽ tiêu hết.
rồi lúc đó đó nó sẽ có tiếng sấm sét thật sự lớn hơn nữa, thì lúc đó Đức Thầy sẽ xuất hiện. Thầy đang trả lời sấm sét thế giới ta muốn nghe đó. Còn trả lời cái náo nhiệt mà của ông gì á, à mình phải nên nhìn như vậy nha. Thầy không có phải là người nói xấu ai, cũng không phải là người nói tốt ai, cái gì thật là mình nói thật. Cái đó cũng là chiêu trò của cộng sản, để mà trong lúc mà Tô Lâm đạo chánh bữa giờ đó, để cho dân bớt chú ý thôi. Còn cái hạnh ông Tô thì cũng đúng đó, mà nếu mà mấy ông thầy quốc danh mà trong Phật giáo của Việt Nam á mà làm được á cũng mừng á. Chứ thù không có nói ổng làm đúng làm sai, dù chỉ nói cái hành động đó để mà làm cho cái lòng dân bây giờ á, người ta đang chú trọng vào sự lãnh đạo của nước Việt, vào công an việc làm, tiền bạc, rồi sự thời tiết thay đổi bất thường, bữa thì hạn hán nóng, rồi bữa thì mưa, bữa thì sấm sét, những ngày kế tiếp những gì xảy ra. Tiền là quan trọng nhất của từ mỗi cá nhân chúng ta, kế tiếp là gia đình, rồi kế tiếp lên tới tỉnh, thành phố, rồi quốc gia. Khi quốc gia mà hết tiền thì là hết tình luôn, là hết quyền. Một cái đất nước xáo trộn như vậy, thế giới đâu bao giờ mang tiền vô đầu tư, họ rút ra. Thì kỵ binh hôm nay đang thắng thế. Đó là lý do tại sao bây giờ xã hội là nhiều người, người ta nghĩ xã hội chính trị, không có chính trị. Con của Thượng Đế không có biết chính trị, chỉ có biết thương dân thôi. Và thương nhận lãnh nhiệm vụ của cha của Đức Thầy xuống trần để mà lo cho nước Việt làm sao trở lại bình thường, thành một nước cơm no áo ấm, dân tộc có học thức trở lại. Chứ còn các con cứ suy nghĩ, một cái thể chế ngày hôm nay nó đã đi đến như vậy, cả thế giới đều chạy hết, tẩy chay hết. Rồi bây giờ kỵ binh bây giờ nắm chính quyền, cái đất nước này sẽ đi về đâu? Sẽ đi giống như hành bộ lạc thời thượng cổ à? Đồ đồng đồ đá à? Chế ai? Nó không có đường để đi lên nữa. Mà dân tộc Việt Nam là một dân tộc trí tuệ, hùng cường. Từ thời Lạc Long Quân Âu Cơ bị Tàu đô hộ cả 5-7 nghìn năm, chục nghìn năm, cũng đâu có bị mất đâu. Mà hôm nay xém một chút là bị xóa sổ bản đồ thế giới. Bây giờ bất cứ ông lãnh đạo nào của Việt Nam mà đứng lên lãnh đạo cũng đều là hàng Trung Cộng ở sau lưng, nó từ từ rồi á, mày đưa cái nước mà cho tao nghe, thì Tô Lâm phải nói yes thôi, phải đồng ý thôi. Nghĩa là cái dựa vào một cái thế lực ở ngoài để mà củng cố thế lực của mình ở trong đó. Mà trong khi á, cái chủ tịch nói rồi, Biển Đông sẽ dậy sóng, Trump lên đó là người đầu tiên sẽ đập đầu ai? Đập đầu con rắn tập là kế tiếp là nước Tàu. Nó lo nó không xong thì làm sao mà dựa vào nó được. Nãy giờ nói chuyện chính trị hơi căng quá, tại vì nãy giờ sáng giờ đi lại gặp mấy bác kia, phải không? Tóm lại hôm nay có duyên quen với được cái bác này. Ổng là tiến sĩ, ổng là những ngày cuối cùng của chung với Bác Thiệu á, tại cũng chưa có rành mấy, chỉ thấy cái hình đăng á, là có hình ông Kissinger là mình phát ghét rồi, đi thử làm sao phải không? Tại xưa giờ đâu có ai dám đăng kiểu này, thì mình không ưa ông đó, ổng đó là diều hâu á, làm cho nước Việt mình mất á, là ông này nè, Kissinger nè. Thấy thấy tên ổng là thấy bác đó, chỉ vậy thôi, đi bữa nay thì mới hiểu được nhiều chuyện chút. Chứ ở cái thế là không có
mối hàng mà. Cha nói sau này khi nước Việt thay đổi sẽ không có đổ máu, lấy ân báo oán, thì mình phải gắng làm sao lấy ân báo oán. Cho nên ở trong nước Việt mấy đứa nhỏ nên gắng đọc cuốn sách này nghe, để hiểu thêm chút. Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đầu hàng, thế giờ hôm nay vẫn chưa đầu hàng, chẳng qua là thiếu đạn bắn thôi. Những bác ô bây giờ còn rất là đông, nhưng mà có một số còn sức khỏe, một số thì lớn tuổi quá. Những cái hiện tượng mà quý vị có thể đoán được ngày nào, mọi thứ từ thời tiết cho tới kinh tế cho tới chính trị từng quốc gia, thì xưa giờ 5 năm nay nói là nó sẽ lật xuống một lượt á. Là nước Mỹ, ông Trump tuy là ông đang bị nạn tùm lum á, không, nhưng mà trong lòng người ông đang thắng thế. Rồi bên Âu Châu bây giờ NATO bỏ 300.000 quân qua để mà dàn trận ở với Nga. Rồi bên bên Á Châu thì là coi tin tức đi, mấy cái vũ khí mà giống như B1, B2 của Mỹ đó, nó cũng đang tập trận đó bạn. Rồi nhìn lại cái nước mình thấy quá ê chề luôn. Tại dân á không có nói được thì mình đây mà nói giùm dân đó. Chứ trong đó là 99.9% ai cũng muốn thay đổi hết. Có một điều này là nó là thiệt. Đó là tất cả những người cộng sản ngoài Bắc, đảng viên ngoài Bắc từ cả 100 năm nay, 80 năm nay sẽ không có ai bị trả thù hết. Họ không có cần phải lo. Là vì đó là cái nghiệp, cái cơ vận của nước. Đi đến lúc đó họ phải làm như vậy. Chứ người cộng sản cũ bây giờ cũng ghét cộng sản mới nữa. Thì mấy vị nói là sau này khi một cái thể chế mới lên, ngoài Bắc không ai bị trả thù. Đó là bảo đảm luôn. Bữa nay đề tài nói về Việt Nam Cộng Hòa, những ngày cuối cùng sụp đổ. Và cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng treo lên Dinh Độc Lập. Mà nói về bữa nay mình đổi tông chút nữa phải không? Nói tâm linh nhiều lúc người ta cũng ngán. Rồi nói này thì mình không dám nói nhiều, nói nhiều á. Mình chỉ biết được là dân ở trong nước á, là phải... Ai mà muốn làm giàu á, tỷ phú á, qua đêm á, giờ muốn mua màu vàng phải không? Mua dải vàng để sẵn, để mua dải đỏ để sẵn, đừng mai bây giờ, mai giờ là tới nó còng. À, để sẵn thôi, thì lúc mà vui mừng á, đem ra bán nhiêu tiền ta cũng mua. Kiệt bảo đảm là nó sẽ xảy ra. Cái này á, là danh dự cả đời tu tập. Và một đời hy sinh vì đạo và cho dân tộc Việt Nam. Mua cái dãy núi này 500 mẫu mấy chục triệu. Hôm nay Kiệt lấy bảo đảm 100/100%. Lá cờ này sẽ treo về lại ở Dinh Độc Lập. Mà chưa giờ mấy bác ô ngoài đó, mấy ông cũng không có nghĩ ra. Mà nhiều người Việt Nam cũng không có nghĩ ra. Chỉ có trên mới thấy được. Đây trên đã coi cùng phim này xong rồi. Còn mình á là mình mới coi, bữa giờ mình coi từ lúc mà mấy con biết sư phụ là năm 2018 phải không? Tới ngày hôm nay á là cuộn phim nó sắp kết thúc rồi. Thì bây giờ mình cũng thấy lộ ra rõ đó. Chứ khi nào mà nói sai á thì mình mới sợ bị khẩu nghiệp hay là lộ cơ trời. Còn mấy vị kêu mình nói để mà cho người ta định hướng, chứ không phải mình nói để mình ngã mạng.
mình có một cái khả năng gọi là gì câu thông với bề trên, tiếp xúc được với tất cả các chi vị, thì mình muốn lộ cơ mình lộ cơ không phải, phải có ấn chứng và có giấy phép lộ cơ, chứ không phải là ai muốn lộ cũng được. Mấy hòa thượng cũng có thể khả năng nói chuyện được với vài vị khi ngồi nhập định, nhưng mấy hòa thượng đâu có quyền lộ cơ, chỉ có cha cho con có cha lộ để mà cứu nhân loại thôi. Chỉ có Đức Thầy cho đệ tử Đức Thầy nói, để mà nói về Đức Thầy đang còn hiện hữu thôi. Trên đời chỉ có một người làm được thôi. Cái Thiên Tâm ra đời là từ năm 1979. Lúc đó những cái bác HO mà hàng tướng, hàng tá mà làm trong phủ tổng thống là phải đẩy ra ngoài Bắc. Thì ngay ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, Bắc, Việt Nam. Thì lúc đó người ta không có một cái tin tức nào bề ngoài hết. Thì bề trên á, ở trong đó có Cao Đài, có Hòa Hảo. Thì người ta mới lập cái bàn cơ chạy. Thì lúc đầu thì cũng có mấy ma rồi vô nói chuyện rồi chọc phá rồi chơi vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi á, từ từ á, thì ở trên mới ấn định cơ là như thế nào để mình giải thích. Nó cũng giống như một cái email account của riêng một người thôi. Cái này gọi là của cơ trời, tức là chỉ có những cái vị thần linh của nước Việt mới được vô nói chuyện. Chứ còn mình á, mà cũng là chạy cơ, nhưng mà mấy con mà đem mấy ABC mà ra nghĩa địa mà ngồi á, má nói chuyện á, nó cũng là một dạng giống như communication thôi. Sự thông tin liên lạc giữa cõi hữu hình và cõi vô hình. Thì ngay lúc đó Cộng sản Trung Cộng á, nó tấn công vô ngoài Bắc á. Thì lúc đó bề trên mới kêu, Đức Thầy rồi mới kêu tất cả tù nhân của HO á, là mấy bác HO bây giờ á, trong đó có ông bố mình núi nè, là phải đi tìm gỗ ở trong tù hay tìm kẽm là cái gì á, làm cái dấu hiệu thiên tâm để mà đeo, để mà qua cái nạn. Thì từ đó dấu hiệu thiên tâm đã ra đời năm 79. Và bắt đầu từ đó mấy vị mới dạy bảo hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng là sau này sẽ về Mỹ, sẽ được đi Mỹ hết. Chứ mấy ông ở trong tù, mấy ông là coi như chết, mấy ông đâu có hy vọng gì đâu, là nhờ chạy cơ đó. Thì lúc đó tất cả hồn thiên sông núi ở tù nó có chạy A, chạy B, chạy C, thì nhúm nhúm vậy đó. Mỗi một người vị nào thì tính theo cái đường cơ đó. Ngài Phan Đình Phùng, ngài Nguyễn Minh Trực, ngài Trận Đạo, tức là mỗi một vị về nói với một nhóm nhóm vậy đó, tin tức mà. Đến có một cái đường cơ rất là đặc biệt. Thì cơ này thì cái bài Kính Thiên số 1 ra đời của mẹ. Trong bài Kính Thiên đó nói sau này tất cả những bác đó ra khỏi tù đó, sẽ lưu lạc khắp thế giới, qua Canada, qua Úc, Nam Cali hay là ở bên Virginia hay Houston gì đó. Thì cứ đi tìm một người. Chứ bây giờ không có thủ lãnh, không có một người, thì cả cuộc đời binh nghiệp, cả một cuộc đời mà tranh đấu cho chánh nghĩa, cho tự do, cho cờ vàng ba sọc đỏ cũng là vô nghĩa, không có tác dụng gì hết. Cho tới ngày mà lúc đó sư phụ mới cập bộ sư mẫu thôi, thì bắt đầu á, đang một buổi ngồi đó cũng coi mấy bác già nè, tại vì ở khắp tiểu bang á, hình như hàng tháng á mới gom là chạy cơ, mình vô mình cua con gái ổng, mình ngồi mình coi. Cái tự nhiên ngày hôm đó thì chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh mới kêu Kiệt lên ngồi thuốc trên cao, tức là ngồi gần cái bàn thờ á, là để cho mấy bác này lại đó. Tức là mấy bác già mình đâu có dám, mình vô mình cua con gái ổng sao mình dám ngồi, mà không ngồi là không được á. Cái bắt buộc phải lên ngồi. Thì bữa bố không có kể phải không? Thì lúc đó lệnh chiếu chỉ của cha đọc xuống, của Thượng Đế,
Lúc đó mình cũng bỡ ngỡ, kỹ sư Mỹ lớn lên cũng chưa có tin về tâm linh, cũng chẳng gì hết. Thì lúc đó chiếu chỉ đọc, con xuống trần là con có thiên thượng, sẽ làm những việc này, sẽ cứu dân tộc nước Việt, và sẽ là sau này sẽ lập cái đạo, đủ thứ hết. Thánh chỉ mà, thánh chỉ của cha, mà người đọc là chị của sư phụ, là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đọc. Làm nguyên sau khi cái câu chuyện nó nói ra rồi, rồi Đức Thầy cũng có tới nói nữa, nói con là đệ tử của ta, những tiền kiếp trước, nghĩa là thầy trò đi đâu đi chung vậy đó. Cái lúc đó sư phụ mới hỏi ngài là ai, hỏi Đức Thầy vậy đó. Nói, ta là Đức Phật Thầy. Ở Đức Thầy ở đâu? Ta ở làng Hòa Hảo, vân 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 vân. Hòa Hảo ở đâu? Tại sao cũng chả có hiểu về núi Cấm Hòa Hảo là gì luôn. Tại lớn ở Mỹ mà, qua đây có 14 tuổi. Rồi sau đó cũng im im á không. Rồi lúc đầu chị cũng nói là chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai? Cái ngày cũng kể. Sau đó mình mới Google ra, mình mới biết mà nó quảng hộp. Đó là những ngày đầu là vậy. Rồi cũng chả tin nữa. Không tin thì không tin á thì bị gì? Hả? Bị gì? Hả? À, bệnh xem chết á. Thế là xuống trần không có giữ lời hứa với cha. Trời ơi, lúc đó thụ bệnh tự nhiên mạnh ngang sẵn, bệnh cũng chết luôn. Mà sao nó cái gì nói tin thì giàu thêm, hết bệnh mạnh khỏe. Không tin thì bệnh muốn cái nào. Thôi tin đi. Thì từ đó và đồng thời mấy vị có nói nha, những gì mấy vị dạy mình á, nó có ích lợi cho chúng sanh, cho thế giới, ích lợi cho nước Việt, và ích lợi cho mình nữa. Chứ không phải như kiểu mà ở đây người ta nói nhập đồng nhập bóng rồi này thái có lợi cho cá nhân, không phải, có lợi cho đại đồng. Và nó phải là đúng, nó phải là thật nữa, chưa tính nữa. Hồi xưa là hữu lớn lên Mỹ là không có thích mấy cái vụ mà tâm linh này đâu. Có mấy cái này là mình né không à, mình chỉ biết niệm Phật thôi. Mà mấy vị kể lại hả, từ nhỏ khoảng thời gian đó, tuổi đó, bị cái đó xem chết đúng không? Cái mình nói trội cái đó ai đâu nhớ. Sao giờ mấy vị nói chúng hay chóc vậy? Cái mình cũng còn nghi nghi, mình nghĩ rồi này ma cũng có thể nói chúng. Thì nó không phải, mà nó chỉ biết được khoảng thời gian vài tháng vài ban ngày thôi. Cái này là mấy chục năm á, cái gì mấy vị cũng kể hết. Rồi đến lúc mấy vị còn kể là đi vượt biên á, có phải là tàu chìm chết không? Rồi nhìn lên trời thấy cái gì không? Ai cứu? Rồi từ từ mình gom lại. Rồi có một lần cái mẹ Phật Mẫu kể, con á lúc qua Mỹ năm đó 81 bị người ta quýnh học máu đúng không? Mẹ phải lấy cái áo khoác mẹ phủ lên để cho đừng bị quýnh nữa đó. Trời ơi, mấy vị kể đủ hết á. Rồi sau này đến lúc Xích Long Bạch Long là hai vị đang đứng đó, nói là đã theo sư phụ từ lúc mới sanh rồi, tức là mới ra đời là sanh rồi. Rồi nói hồi nhỏ á, ngài hay nhìn, tức là mắt của sư phụ lúc mà mới lớn lên á, nó còn tinh khuyết á, nhìn thấy tùm lum hết. Thì sau này mình lớn tuổi á, cái mình mờ mình không thấy nữa. Thì bây giờ ngồi thiền thì thấy lại. Thì có những cái đó thì mình từ từ á, mình ghép lại. Thì cuối cùng thì mới biết được là cái trái đất này nó sắp sửa có một cực kỳ thay đổi lớn, mà mình là người mang sứ mệnh. Mà nếu mà mang sứ mệnh mà làm không tròn cái bổn phận, không tròn sứ mệnh. Tại lúc mình nguyện thời, mình chui vô bào thai 9 tháng 10 ngày, mình đâu còn nhớ gì đâu. Chỉ còn có lại gia thức rồi. Mấy vị còn nói, tại sao con đang giàu có, làm triệu phú không làm, mở thêm hãng, expand thêm rộng, chi nhánh rồi cho làm giàu cho đã đi, kiếm đống nghề đẹp đi chơi đi, có chạy xe xịn rồi Lamborghini rồi đi. Sao không làm mà tự nhiên lấy cái, lúc đó nhiều building lắm, lấy building làm chùa rồi đi tu rồi ngồi một chỗ. Rồi mặc cho mấy nhân viên mày muốn làm gì mày làm. Rồi lấy vàng bạc đồ, hột sòn rồi cho người ta láng hết. Trời thời đó tự nhiên thích cho vậy đó, không có thích giữ của.
Thì mấy vị nói là đến lúc mà cái nhiệm vụ mà đến ngày đến giờ thì con người của mình tự động nó có những cái hành động đó mà mình không có kiềm chế được nha. Nó ngộ lắm. Cũng giống mấy con tự động thích đọc kinh thì bây giờ kêu ngưng đọc cũng không đọc được. Rồi có những đứa nó hết duyên, kêu nó ở lại cũng không ở được, tại cái nó không có đủ phước. Cho nên những không phải ai muốn làm cái gì thì làm, trừ khi chúng ta cực thiện thì chúng ta làm được, hoặc là chúng ta cực ác thì nó mới không còn theo cái vận mệnh chỉ tay, hoặc là mình đi tu thì chỉ tay nó sẽ không có đọc được. Thầy bói không có đọc được mấy người tu nha.